Kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Quốc Tuấn, kính thưa toàn thể các thầy, các cô và các quý vị đồng nghiệp. Hôm nay thì trước hết cho tôi cảm ơn ban tổ chức và công ty AstraZeneca đã cho phép và tạo điều kiện cho tôi hôm nay chia sẻ về vấn đề điều trị xuất huyết tiêu hóa mà không do tăng áp lực từ cánh cửa. Thực ra thì trước đây thì chúng ta thường quen gọi là xuất huyết tiêu hóa mà do loét dạ dày tá tràng. Bởi vì sao loét dạ dày tá tràng của chúng ta chiếm phần lớn? Do còn thực ra thì cái thuật ngữ mà không tăng áp lực tĩnh mạch cửa thì đó là cái thuật ngữ mà thế giới người ta dùng thì nó phổ quát hơn thôi. Thì nội dung của tôi hôm nay chúng tôi sẽ đề cập về vấn đề thứ nhất là những vấn đề nổi bật, thí dụ trong hồi sức có truyền máu như thế nào, vấn đề nội soi cầm máu ra sao, điều trị tổn thương ổ loét, rồi cuối cùng đó là vấn đề điều trị xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tái tràng mà chúng ta phải dùng các thuốc chống tiết tập tiểu cầu hoặc là thuốc chống đông máu. Như các thầy cô và các quý đồng nghiệp đã biết thì thực ra tại trung tâm tiêu hóa gan mật của bệnh viện Bạch Mai thì bao giờ chúng ta cũng thấy cái tỷ lệ xuất huyết tiêu hóa mà do tăng áp lực tĩnh mạch cửa chiếm phần đông, bởi vì các cái tuyến mà chúng ta chuyển lên tương đối đông. Thế tôi hy vọng rằng một ngày gần đây sau này thì có lẽ là chúng tôi cũng sẽ tiếp nhận ít đi, bởi vì các tuyến tôi cho rằng 28 tỉnh thành mà làm quyết liệt ra thì phải mất độ khoảng 10 năm, hơn 10 năm thì chúng ta sẽ tạo được cái mạng lưới. Ví dụ hiện nay mà tại trung tâm tiêu hóa gan mật thì chúng tôi đang hàng tuần đang cố gắng là giao ban trực tuyến với lại 4 bệnh viện tỉnh. Chúng tôi hy vọng là cứ khoảng 2 năm thì được 4 bệnh viện. Và sau khi 2 năm sợ tiếp theo thì sẽ cuốn tiếp đến 4 bệnh viện tiếp theo. Với cái lộ trình như thế thì nếu mà 10 năm thì chúng ta được vào khoảng hơn 20 bệnh viện. Phía Bắc chúng ta có 28 bệnh viện tỉnh. Thì chúng tôi hy vọng rằng dần dần thì các nơi mà làm tốt rồi thì dần dần thì bệnh viện Bạch Mai cũng chỉ làm những vấn đề về chuyên sâu thôi. Chứ còn những cái vấn đề mà có thể làm ở tuyến dưới được thì nên để các tuyến dưới làm thì tốt hơn. Thế nhưng mà thực tế thì bây giờ nó chủ yếu là xuất huyết tiêu hóa do tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Mặc dù thì loét dạ dày tá tràng thì cũng không phải là ít, nhưng mà so với xuất huyết tiêu hóa do tăng áp lực tĩnh mạch cửa, đặc biệt là do xơ gan thì chiếm tỷ lệ đông. Vấn đề hồi sức thì tất cả các quý thầy cô và các quý đồng nghiệp đã biết rồi. Cái phần này thì chúng tôi nghĩ rằng là chỗ thầy Tuấn rồi tất cả các thầy các cô bên chuyên khoa về cấp cứu, hồi sức cấp cứu đã giảng nhiều rồi. Nhưng mà chúng tôi chỉ có lưu ý là thứ nhất là phải đảm bảo đường thở. Gần như là bác sĩ chuyên ngành tiêu hóa và các bác sĩ nội trung hoặc là cấp cứu các nơi mà cấp cứu thì chúng ta đảm bảo được tốt đường thở. Nhưng mà khoa tiêu hóa hoặc khoa nội trung thì thường thì chúng ta lại ít để ý chuyện này. Đặc biệt là bệnh nhân mà xuất huyết tiêu hóa nặng mà già chẳng hạn, mà nếu mà sau khi xuất huyết mà hít phải cái máu hoặc cái chất nôn của chỗ bệnh nhân thì chắc chắn là bệnh nhân rất nặng, không phải nặng về tiêu hóa mà nặng về cái biến chứng. Cái thứ hai nữa là chúng ta đảm bảo về khối lượng tuần hoàn. Nhưng mà trước đây thì chúng ta đều có một cái suy nghĩ là có càng nhiều máu càng tốt, nếu mà chúng ta truyền được nhiều máu thì sẽ cứu được bệnh nhân. Do đó các tuyến mà ở nơi xa điều kiện máu không có thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta chỉ có dịch truyền thôi, thì chúng ta thường là chúng ta cho rằng là chúng ta ít khả năng cứu bệnh nhân. Thế thì đây là những cái nghiên cứu mà kinh điển. Chúng tôi thấy rằng là đây là một cái trong những nghiên cứu kinh điển từ năm 2013 trên tạp chí New England Journal of Medicine. Thì tác giả Venanua đã nghiên cứu tất nhiên là ở hai cái nhóm bệnh nhân, sấp xỉ 900 bệnh nhân. Và ông ấy có chia ra thành hai nhóm, tức là gì? Một nhóm là chúng ta truyền máu hạn chế. Đấy, tức là khi nào mà huyết sắc tố dưới 70 gram thì người ta mới truyền. Còn truyền máu tự do thì dưới 90 gram mới truyền. Nhưng mà nhìn cái nghiên cứu này mà sau này ta áp dụng cũng rất nguy hiểm. Bởi vì sao? Nếu chúng ta không hiểu một cách thấu đáo, tức là gì? Đối với những người mà đã xuất huyết tiêu hóa mà tương đối ổn định, mà huyết sắc tố dưới 70 thì ta chờ 70 ra mới truyền. Nhưng còn nếu một người bây giờ huyết sắc tố có thể là 100 gram nhưng mà ở trong dạ dày mà xuất huyết tiêu hóa nó đang phun thành tia mà chúng ta không truyền thì chắc chắn rằng nó sẽ tụt xuống rất thấp. Chính vì vậy mà cái này phải cắt nghĩa trên lâm sàng khác nhau. Trước đây thì bắt đầu mới về thì có bác sĩ ở tại trung tâm của chúng tôi mà trước ở khoa tiêu hóa ấy, nói rằng là bệnh nhân này chúng em xét nghiệm vẫn còn 80-90, thậm chí 100. Nhưng mà tí nữa thì nó tụt xuống không kịp truyền. Bởi vì đây là người ta đưa ra cái ngưỡng là người xuất huyết tiêu hóa đã tương đối ổn định rồi. Chứ ta hoàn toàn khác với người đang chảy máu. Đấy là hoàn toàn khác nhau. Thì trong cái nghiên cứu này thì có một điều, người ta có chỉ ra một điều là lại khác hoàn toàn. Đây là cái tỷ lệ mà bệnh nhân
đây là cái tỷ lệ mà bệnh nhân sống ở những người hai nhóm truyền máu, thì ta thấy cái đường đỏ rằng ở những cái người mà cái biểu đồ vào màu đỏ thì ta thấy rằng cái tỷ lệ mà khi truyền máu một cách ồ ạt, tức là thì thấy rằng cái tỷ lệ sống lại thấp hơn rõ ràng so với cái nhóm mà chúng ta hạn chế. Trong khi đó trước kia thì chúng ta đều có một cái suy nghĩ là càng nhiều máu thì càng tốt, nhưng mà bây giờ sự thật rằng là chúng ta thấy rằng là nhiều máu cũng không những không tốt mà thấy rằng tỷ lệ tử vong còn cao hơn. Đấy là trong cái kết quả nghiên cứu này. Chính vì vậy mà từ cái khuyến cáo sau đó ấy, thì người ta đã có khuyến cáo rằng là chúng ở những người mà xuất huyết tiêu hóa đã ổn định thì chúng ta duy trì huyết sắc tố trên 70 gram lít, và tiểu cầu thì khi mà dưới 50 thì chúng ta truyền, còn trên 50 thì chúng ta cũng không nhất định phải truyền, và chỉ số đông máu INR là trên 2,5 thì chúng ta sẽ phải truyền các yếu tố đông máu để chúng ta điều chỉnh lại. Thế thì còn một vấn đề nữa, đó là vấn đề nội soi trong 24 giờ. Thì thực ra thì suốt từ những cái đồng thuận từ năm 2010 đến 2019 thì đến nay thì không có câu trả lời rõ ràng. Nhưng mà chúng ta cũng phải quay lại thực tế lâm sàng một chút. Tại sao người ta lại đưa ra câu chuyện 24 giờ với lại 12 giờ và thậm chí là dưới 6 giờ. Hiện nay ở nếu mà tất cả các bác sĩ mà về bệnh viện Bạch Mai hay một số bệnh viện ở Việt Nam của chúng ta mà học ấy, thì thấy rằng nếu bệnh nhân mà vào xuất huyết tiêu hóa mà không do tăng áp lực vĩnh cửa mà chúng ta vào khoa cấp cứu chẳng hạn, thế thì khi nào ổn định là chúng ta soi ngay. Thế đây có vẻ gì đây khác với lại tất cả những khuyến cáo, là bởi vì như này, thưa với các bác sĩ rằng ở các nước ấy, thì nội soi nó rất đắt tiền, đặc biệt là nội soi cấp cứu. Thí dụ như một ca nội soi thông thường thì đối với soi dạ dày chúng ta mất đậu khoảng gấp sấp xỉ ở Mỹ sấp xỉ $1,000, nhưng mà soi cấp cứu thì có thể nó tăng lên gấp mấy lần. Thế thì nếu mà đang đêm mà gọi một bác sĩ vào soi thì bởi vì sao bác sĩ nội soi người ta không trực ở bệnh viện, chỉ có ở đấy đó chỉ có các bác sĩ chuyên về ICU hoặc nội trú người ta làm trong bệnh viện thôi. Thế thì nếu mà anh quyết định mà anh gọi người ta vào thì người ta từ nhà vào thì trả tiền người ta rất cao, nên chính vì vậy mà người ta mới đưa ra các cái nghiên cứu để cố gắng rằng là chứng minh rằng là chúng ta nên nội soi sớm hay nội soi muộn là như vậy. Thế còn chúng ta thì bác sĩ ở sẵn bệnh viện mà có máy soi rồi, chúng ta kéo nhau giá bằng nhau hết. Không gây mê thì chúng ta chỉ có 200-300 nghìn thôi, rất đơn giản. Thành ra chúng ta không phải tính toán chuyện này, chứ các nước là họ phải tính hết. Thế thì chúng tôi từ những cái năm mà 2013-14 chúng tôi đã đến một cái đồng thuận ở Hồng Kông. Thì họp ở đó thì chúng tôi mới hỏi, thì hồi đấy họ bảo chứ ở đây chúng tôi cũng không soi cấp cứu trừ những trường hợp nào thật sự cần chúng tôi mới soi. Thế thì chúng tôi cũng băn khoăn, phải chăng là mình làm hơi sớm. Nhưng mà rất may sau chúng tôi hỏi các cái đồng nghiệp Nhật Bản, thì đồng nghiệp ở Nhật Bản họ bảo cả thế giới muốn làm gì thì làm, nhưng riêng Nhật Bản cứ vào có cho phép soi ổn định là soi. Bởi vì rằng nội soi của Nhật Bản họ cho rằng họ làm tốt nhất thế giới. Và khi đã làm tốt nhất thì họ bảo về mặt lý thuyết là chắc chắn là chúng tôi đang nhìn đến cái một cái mạch máu mà nó chảy ra, chúng tôi kẹp lại hoặc chúng tôi cầm được máu thì chắc chắn số lượng máu phải truyền ít đi và tất cả mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Chính vì vậy mà đến nay Nhật Bản vẫn là một trong những nước đã phát triển nhưng vẫn tuyên bố rằng là tất cả chúng tôi là đều cứ vào bệnh viện là soi. Thế thì chính vì khi mà chúng tôi thấy những cái quan điểm như vậy thì chúng tôi vẫn giữ ở bệnh viện Bạch Mai là khi có một số ý kiến này khác thì anh em có nói chuyện thì tôi bảo không, nếu Nhật Bản họ làm được rồi thì ta cũng nên theo họ. Bởi vì sao? Cái gì mà ta tự đặt ra thì ta chưa đủ nghiên cứu thì ta phải theo người khác. Thế còn nếu mà chúng ta có đủ bằng chứng thì chúng ta bác lại thì chúng ta mới tự chúng ta làm theo của chúng ta. Thì rất may là lúc đó thì có Nhật Bản, chứ còn lúc đầu thì chúng tôi cũng chủ trương là nếu như vậy thì về Việt Nam chúng ta cũng tính toán xem mà có thể là chúng ta cũng không soi ngay. Nhưng mà rõ ràng là nội soi không chỉ để chúng ta cầm máu mà còn nội soi để chẩn đoán phân biệt. Bởi vì không ai cấm một bệnh nhân xơ gan mà không có loét hành tá tràng, bởi vì tỷ lệ loét hành tá tràng ở người xơ gan cao hơn hẳn so với người khỏe. Chính vì vậy mà một người mà có loét hành tá tràng, sau đó các yếu tố đông máu giảm, tiểu cầu giảm thì người ta sẽ đồng thời sẽ xuất huyết tiêu hóa. Và khi xuất huyết tiêu hóa như vậy thì trên lâm sàng chúng ta khám cũng có khổ chướng, cũng có tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Nhưng mà xuất huyết mà có tăng áp lực tĩnh mạch cửa thì rõ ràng chúng ta phải nghĩ tăng áp lực tĩnh mạch cửa hơn. Nhưng mà thực tế trên lâm sàng khi chúng ta soi thì lại xuất huyết tiêu hóa do loét hành tá tràng chẳng hạn. Thế như vậy thì ngoài cái ý nghĩa về chúng ta để mà chúng ta cầm máu ra thì chúng ta còn phải chẩn đoán phân biệt. Chính vì vậy mà quan điểm của chúng tôi rằng thực tế Việt Nam là nếu càng có điều kiện soi càng sớm càng tốt, thì sẽ giúp cho chúng ta chẩn đoán xác định, cũng như nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ ở những nơi có thể làm được thì chúng ta sẽ cầm máu.
cái thang điểm này thì thực tế trên lâm sàng, nếu mà chúng ta đã đưa tất cả các bệnh nhân mà vào mà nội soi được ngay ấy, thì thang điểm này không còn giá trị gì. Tuy nhiên ở những cái tuyến, những nơi mà bệnh viện của chúng ta không có điều kiện thì cái thang điểm này rất có giá trị. Chúng ta áp dụng dựa vào lâm sàng là chủ yếu. Những yếu tố này thì ở bệnh viện nào cũng làm được. Đấy, thí dụ như chẳng hạn ure máu, một người mà xuất huyết tiêu hóa mà ure máu cao ấy, xuất huyết tiêu hóa do lét dạ dày tái tràng mà ure máu rất cao thì rõ ràng là sẽ có một cái tiên lượng khác, bởi vì nó sẽ chảy rất là nhiều chẳng hạn như thế. Trước đây thì trong các cái quyển sách vở của kinh điển của chúng ta ít chú ý, sách của nội khoa của chúng ta là không có viết. Sau này thì chúng ta bắt đầu mới viết về cái chuyện ure, nhưng mà thế giới người ta sử dụng cái thang điểm mà có ure từ rất lâu rồi. Đấy. Rồi những cái huyết sắc tố thì ở bệnh viện nào cũng có thể xét nghiệm được. Rồi những bệnh đi kèm, ví dụ như có bệnh gan hoặc là các bệnh tim thì chúng ta đều có thể tính được. Và như vậy thì mạch, huyết áp, rồi là lâm sàng có ngất hay không đi ngoài phân đen, cái này rất đơn giản, chúng ta hoàn toàn có thể tính được ở trên lâm sàng. Thế thì cái bảng điểm này nó có một cái hữu dụng là như thế này. Đến tận 2018 thì những cái cập nhật mới đây nhất thì người ta cho rằng đây cũng vẫn là một cái bảng điểm hữu dụng nhất. Bởi vì sao? Nếu mà cái điểm số mà dưới 1 tức là 0 thì rõ ràng là bệnh nhân có thể có điều trị ngoại trú được. Hoặc là có nội soi thì chúng ta cũng không phải cầm máu. Vì trong thực tiễn lâm sàng ấy thì trước đây chúng tôi đã tính toán đến một chuyện như thế này. Thứ nhất là ở các bệnh viện có khả năng nội soi hay không. Thứ hai là nội soi nhưng có khả năng cầm máu hay không. Một số bệnh viện huyện bây giờ người ta cũng có thể nội soi được, nhưng mà không phải huyện nào người ta cũng cầm máu được. Cơ bản các tuyến tỉnh thì chúng ta cầm máu. Đấy, chính vì vậy mà chúng ta có thể sự tính toán. Nếu một bệnh nhân ở những vùng sâu vùng xa chẳng hạn, mà người ta vào mà thấy cái thang điểm này nó rất là thấp, đấy, nó là không điểm chẳng hạn, thì rõ ràng là chúng ta có thể giữ lại để chúng ta điều trị nội khoa được, mà chúng ta không nhất thiết và chỉ chuyển đi lên tuyến trên. Còn tất nhiên đến nay thì phương tiện giao thông nó thuận tiện, ở những nơi mà nó dễ thì kể cả chúng ta không chuyển thì bệnh nhân cũng tự đi thì câu chuyện lại khác. Nhưng mà ít nhiều thì bảng điểm này cũng có nguyên giá trị đối với những tuyến mà chúng ta chưa có điều kiện để phát triển nội soi cũng như nội soi can thiệp để điều trị cầm máu. Vấn đề tiếp theo là đó là chúng tôi mới muốn trình bày về vấn đề sử dụng các cái PPI trong cái điều trị xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tái tràng hay là xuất huyết tiêu hóa mà không do tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Như các quý thầy cô với quý đồng nghiệp đã biết rằng là bình thường theo cái cơ chế cầm máu của chúng ta thì bất cứ một cái tổn thương nào từ ngoài da hay nội tạng, khi có tổn thương mà chảy máu thì bao giờ cái hình thành mút tiểu cầu rất quan trọng, bởi vì đây là những cái giai đoạn đầu tiên để giúp cho quá trình cầm máu. Tuy nhiên thì tại đường tiêu hóa mà đặc biệt là tại dạ dày của chúng ta có một sự bất lợi, đó là gì? pH của dạ dày của chúng ta bình thường ở khi đói dạ dày của chúng ta từ 1 đến 2. Chính vì vậy mà với cái pH này thì cái nút tiểu cầu nó sẽ tan rã gần như là hoàn toàn sau 1-2 phút. Thế khi nào mà cái pH ở trong đường tiêu hóa mà chúng ta đưa càng lên cao thì cái độ tan rã nó càng giảm đi. Thế nếu mà đưa được về mặt lý tưởng, về mặt lý thuyết mà đưa được trên pH trên 7,3 thì gần như nút tiểu cầu ổn định, cũng giống như nút tiểu cầu ở ngoài da mà thôi. Thế tuy nhiên thì đưa được pH lên trên 7 là rất khó đối với các PPI hiện tại mà có sử dụng ở Việt Nam của chúng ta. Nhưng đưa trên 6 thì chúng ta có thể đưa được. Và đưa trên 6 thì chúng ta cũng sẽ làm giảm một phần cái sự tan rã của tiểu cầu sau khi đã ngưng kết. Chính vì vậy mà cái sử dụng các thuốc ức chế bài tiết axit sẽ giúp cho chúng ta cầm máu. Còn tại sao mà các cái PPI mà chúng ta sử dụng nó sẽ ổn hơn so với kháng thụ thể H2? Bởi vì cái PPI của chúng ta sẽ đưa cái pH lên được cao hơn so với các kháng thụ thể H2. Và đặc biệt là cái kháng thụ thể H2 ấy, thì khi mà chúng ta sử dụng trong điều trị thì nó có cái phản cái feedback ngược, tức là gì? Cái ngày đầu thì ổn, nhưng mà ngày sau nó sẽ tăng tiết axit theo cái phản ứng. Chính vì vậy mà chúng ta sử chọn cái PPI trên lâm sàng. Thì trong các cái nghiên cứu mà đã lâu rồi, như vậy là cũng phải 13 14 năm đã được công bố rồi, thì tác giả Lo thì ông đã công bố rằng là nếu mà trước khi nội soi ấy mà chúng ta sử dụng PPI ngay ấy thì thấy rằng chúng ta thấy ở trên này thì cái tỷ lệ mà cái nội ổ loét nó phải can thiệp cầm máu nó sẽ giảm hẳn, cái cột cuối cùng giữa cái cột xanh và cột màu nhạt hơn ở bên tay trái. Thì tác giả này thấy rằng đây cũng là một minh chứng rằng các nước làm nội soi muộn, đa phần là vào cái là cho PPI ngay, chưa có điều kiện nội soi để ra cho như thế này. Như vậy thì rõ ràng ở những cái tuyến nào mà chúng ta nghĩ đến trên lâm sàng là loét dạ dày tái tràng và không phải tăng áp lực cửa chẳng hạn, thì chúng ta có thể cho PPI ngay khi mà chúng ta chờ đợi nội soi, hoặc chưa có điều kiện nội soi thì cũng sẽ giúp cho
làm giảm, khi mà nội soi sẽ giảm phải can thiệp cầm máu khi nội soi. Đây là cái bảng mà chúng tôi thống kê ra đối với sử dụng các PPI đường tiêm. Thực ra thì trong những cái khuyến cáo mới đây thì người ta cho rằng chúng ta có thể sử dụng đường uống cũng được, nếu ở nơi nào đó không có đường tiêm. Người ta sử dụng cái liều gấp đôi so với liều tiêu chuẩn. Cũng có nơi thì cao hơn nữa, nhưng mà phần tựu chung thì người ta thống nhất rằng gấp đôi so với liều tiêu chuẩn. Ví dụ chúng ta không có đường tiêm isomiprazone thì ta dùng đường uống một ngày 80mg cũng được. Đấy, người ta cho rằng không nhất thiết phải tiêm, phải truyền tĩnh mạch, hoặc là chúng ta tiêm ngắn quá. Nhưng mà tóm lại là vẫn phải dùng có PPI như vậy. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng có một nói một ngoại lệ là riêng Nhật Bản thì khác. Nhật Bản rất tự tin là cầm máu nội soi rất tốt và PPI dùng liều giống như liều bình thường. Riêng Nhật Bản là một đất nước có cái sự khác biệt, còn các nước thì đều theo. Thế thì chúng tôi cũng xin trình bày rằng là đối với những cái người mà sau khi chúng ta đã cầm máu thành công rồi thì chúng ta sử dụng PPI, bình thường là chúng ta nếu có điều kiện thì chúng ta truyền trong vòng 3 ngày, sau đó chúng ta chuyển sang thuốc uống khi đã ổn định trên lâm sàng. Thế nhưng mà với liều tức là liều đơn, ví dụ như isomiprazone thì chúng ta cũng chỉ dùng 40mg. Nhưng mà trong một cái nghiên cứu của tác giả Chen năm 2014 thì ông ấy nghiên cứu, ông chia như thế này. Với sắp chỉ gần 300 bệnh nhân, ông chia thành 3 nhóm. Thì mỗi nhóm thì khoảng 90 bệnh nhân thì chia thành 3 nhóm. Thì vẽ được cái 3 cái biểu đồ trên lâm sàng. Cái biểu đồ thứ nhất là những cái vạch không liền ở dưới. Đó là cái biểu đồ mà người ta dùng liều đơn của PPI isomiprazone 40mg. Trong vòng những ngày sau đó, tức là trong 4 tuần. Cái biểu đồ thứ hai là cái biểu đồ người ta dùng liều gấp đôi. Và cái biểu đồ trên cùng là cái biểu đồ mà đối với những người mà có yếu tố nguy cơ xuất huyết tiêu hóa, tái xuất huyết thấp thì người ta dùng liều đơn. Thì ông ấy thấy một điều là như thế này. Nếu mà đối với nhóm nguy cơ thấp thì không nói rồi, thì cái tỷ lệ mà tái xuất huyết thì nó thấp hẳn rồi, ở cái đường trên cùng người ta nhìn. Nhưng mà có sự khác biệt rất rõ ràng giữa hai cái nhóm mà dùng liều gấp đôi và liều đơn ở cái nhóm có nguy cơ cao. Trong cái nghiên cứu này thì họ sử dụng cái chỉ số nghiên cứu sử dụng cái bảng mà đánh giá bảng Rocker. Thế thì đối với cái bảng thang điểm này thì họ mới thấy rằng là có sự khác biệt, có ý nghĩa. Đấy, và qua cái nghiên cứu này thì ông ấy nói rằng là những người nào mà có nguy cơ tái xuất huyết cao thì trong 2 tuần sau khi đã ổn định chuyển từ đường tiêm sang đường uống thì nên sử dụng với liều gấp đôi. Thì trong này, trong cái nghiên cứu đó là như thế. Thì đây là một cái bảng phân loại về tái xuất huyết. Thực ra thì bây giờ thì người ta còn thêm một cái mức độ nữa. Ví dụ như là chẳng hạn là cái tầng trên cùng đó là Forest 1, thì 1A và 1B. Thì cái riêng cái 1B thì bây giờ người ta lại chia thành 2 loại. Tức là nếu mà trông nó đang dỉ máu nhưng mà lại không thấy mạch máu rõ thì cái tỷ lệ thì nó tái xuất huyết lại thấp. Nhưng mà nếu đang dỉ máu mà nhìn thấy mạch máu thì nó lại cao hơn. Đấy, xác khác với ngày trước như là như vậy. Thế còn cơ bản thì mấy chục năm nay rồi nó cũng không khác nhau. Tôi nhớ không nhầm thì Forest sẽ phân loại vào những năm 72, 73 gì đấy chứ không ít đâu ạ. Thế sau này thì cái bảng sửa đổi nhưng cũng không có thay nhiều. Về xử trí trong nội soi thì vấn đề nội soi thì chúng tôi cho rằng là cũng giống như trên thế giới đã khuyến cáo, thì nội soi để cầm máu xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng hoặc là do xuất huyết tiêu hóa mà không do tăng áp lực tĩnh mạch cửa thì nội soi là vấn đề rất quan trọng. Tuy nhiên thì không phải chỗ nào chúng ta cũng nội soi được. Thứ hai là chất lượng nội soi cũng khác nhau. Thế nhưng mà có một mấy điều mà chúng ta phải thống nhất như thế này. Đối với trường hợp mà mức độ Forest 2A hoặc 2B thì chúng ta phải điều trị cầm máu. Đấy là sự chắc chắn là chúng ta phải thống nhất. Còn mà khi 2B thì có cái cục máu đông thì người ta lại có một điều này thì nó lại tùy theo điều kiện từng cơ sở của chúng ta. Có cục máu đông thì ngày trước chúng tôi nhớ rằng lúc mà chúng tôi bắt đầu làm thì lúc ấy mới có ít kinh nghiệm thì trông cục máu đông cũng sợ lắm. Bởi vì lý do là hồi đó có hôm thì có clip, có hôm thì không vì nó cách đây đến 20 năm hay rồi. Thế thì nhưng mà cái này khi mà làm rồi lúc đó chủ đạo nhiều khi là chỉ có mỗi cái tiêm cầm máu bằng epinephrine thôi. Thế thì trong quá trình thao tác ấy, thì chúng ta rồi tay chân rồi cũng luống cuống bởi khi nó xuất huyết tiêu hóa thôi, nhiều khi cũng không phải làm chủ được đâu. Nói thì nó dễ vậy thôi nhưng mà làm thủ thuật trong cái lúc mà nó chảy máu nhiều ấy thì cũng khó. Thế thì cái đầu kim nó chọc vào xong nó bật cục máu ra, có khi là không chủ phá đâu nhưng mà rồi nó bật ra. Thì có hôm mà nhìn thấy dưới đáy nó sạch thì rất là mừng rỡ, nhưng có hôm nó bật ra thì nhìn cái mạch nó to tướng thì cũng sợ. Nhưng mà nếu mà chúng ta có clip thì chúng ta kẹp thì rất tốt, hoặc có những phương pháp cầm máu thì chúng ta sẽ làm rất tốt. Phần sau chúng tôi sẽ trình bày rất chi tiết so sánh các phương pháp cầm máu xem ưu điểm như thế nào từ các phương pháp.
Thế thì tựu chung là bây giờ người ta có thể mấy có mấy phương pháp. Nhưng mà trước đây thì chúng ta có rất nhiều cơ sở, mà thậm chí bệnh viện Bạch Mai chúng ta vẫn cầm máu đơn thuần bằng tiêm, thì người ta cho rằng cái tiêm nó không hữu hiệu, bởi vì chúng ta tiêm thuốc và nó chỉ có khoảng 2-3 phút là nó mất tác dụng. Còn nếu mà nó cầm đấy là do số trời may cầm thôi, chứ không phải do công của bác sĩ. Cũng phải, chúng tôi cũng phải trình bày thật là như vậy, vì qua các nghiên cứu người ta cho rằng là nó không có tác dụng nhiều. Thế thì có mấy phương pháp, các nơi có thể bây giờ đơn giản nhất, tôi cho rằng những cái tuyến bệnh viện lớn thì không nói, nhưng mà những bệnh viện mà không có điều kiện, ít ra cái clip của chúng ta có, thì cần có clip thì cũng đã cải thiện được rất nhiều rồi. Thế còn ngoài ra thì có thể tiêm argon plasma, hoặc là chúng ta có những cái bột để chúng ta xịt. Nhưng cái bột mà xịt thì cũng đắt, tôi xin thưa rằng vậy, nó cũng chỉ về mặt lý thuyết thôi. Thế còn cái mà chắc chắn là gì, khi mà chúng ta nội soi thấy cái ổ loét đấy nó sạch rồi, hoặc là có một tí cặn đen, thì lúc đó là chúng ta không phải xử lý cầm máu qua nội soi nữa. Đấy, thì cái việc này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có ý nghĩa tiên lượng. Thế thì đối với lại cái nghiên cứu mà người ta sử dụng cái bột cầm máu, thì tôi nhớ là nếu tính cũng phải gần đến 20 triệu. Thế thì rất tiếc là một bệnh nhân thì dùng không hết đâu, nhưng mà chúng ta không có để mà một ngày mà chúng ta có mấy bệnh nhân cùng chia nhau để mà dùng. Thế thì trở thành rất đắt. Thì người ta thấy rằng cái phương pháp này thì cũng có ý nghĩa, để là một trong những phương pháp để chúng ta cầm máu. Nhưng mà chúng tôi sẽ cho rằng nếu như thực tiễn ở Việt Nam thì clip vẫn là một phương pháp tương đối rẻ, đơn giản và dễ làm cho người bệnh. So với thế giới thì người ta quá giàu. Thế thì chúng tôi mới xem lại các cái phương pháp mà hiện nay người ta so sánh xem các phương pháp cầm máu như thế nào. Thì năm 2020 thì tác giả Faisal ông ấy có đưa ra một cái tổng hợp về các cái nghiên cứu gộp, để mình người ta ông ấy phân tích rằng là xem là tất cả các phương pháp kia thì như thế nào. Thì thấy rằng là ông ấy so sánh là hiện nay thì có một cái phương pháp cầm máu mà đến giờ thì chúng tôi cũng hay dùng, đó người ta gọi là sử dụng cái kẹp cầm máu, tức là cái kìm forceps. Nguyên ủy là gì? Nguyên ủy là khi mà chúng tôi cắt những cái tổn thương ung thư dạng sớm hoặc những ung tiền ung thư ấy, thì nó chảy máu rất là kinh khủng. Thế thì dùng cái kẹp này để chúng tôi cầm máu ở những cái mạch mà chúng tôi nhìn thấy. Thế thì khi mà những cái trường hợp mà làm thất bại thì chúng tôi mang cái kẹp ra và thấy cũng rất nhiều trường hợp hữu hiệu. Đấy là về kinh nghiệm của mình thôi. Thế nhưng mà khi mà xem lại trên thế giới thì họ mới so sánh cái này. Trong cái này, cái nghiên cứu này thì họ mới so sánh giữa cái nhóm mà người ta cái đầu tiên đó là người ta so sánh giữa cái nhóm mà sử dụng các cái kìm cầm máu với lại cái clip thông thường, thì người ta thấy rằng về cầm máu ban đầu ấy, thì không có sự khác biệt với cái chỉ số OR nó chạy qua một. Cái phần thứ hai đó, cái bảng mà có cái số mà chúng tôi đưa thành màu đỏ ấy, thì thấy rằng so sánh giữa cái kìm cầm máu so với cái histoprobe, tức là cái đầu cầm máu bằng nhiệt ấy, thì thấy rằng là cái cầm máu ban đầu quả với cái kìm cầm máu nó có tác dụng hơn với cái chỉ số OR nó không chạy qua một. Thực tế thì chúng tôi thấy là rất ít bệnh viện ở Việt Nam mà chúng ta sử dụng các cái đầu dò nhiệt, mà chúng ta chỉ dùng cái clip là nhiều. Đấy. Thứ ba là họ so sánh với APC, tức là sử dụng cái argon plasma. Argon plasma là người ta dùng cái khí chơ argon, thì chúng ta dùng qua cái dụng cụ tiếp xúc, nhưng mà cái đầu của cái đầu của cái cầm máu ấy nó không tiếp xúc trực tiếp vào niêm mạc, mà thường nó cách 1 đến 2 mm. Xong rồi chúng ta dùng cái tia ác ông chúng ta phóng thẳng vào, thì thấy rằng là giữa cái phương pháp mà dùng cái kìm cầm máu và cái ác ông plasma ấy, nó cũng không khác nhau về cái tỷ lệ thành công về cầm máu đầu tiên trong nội soi. Như vậy là chỉ có mỗi cái phương pháp cầm máu bằng cái đầu dò nhiệt là có vẻ kém hơn. Thế rồi xét về tái phát thì thế nào? Cầm máu được rồi, nhưng mà sau đó về thì chúng ta trên lâm sàng bệnh nhân vẫn có một tỷ lệ tái phát. Thì khi mà dùng so sánh giữa cái kìm cầm máu so với cái clip, thì chúng ta mới thấy rằng là cái phần đầu tiên ý, thì cái chỉ số OR của ta, chúng ta thấy rằng là có sự khác biệt. Như vậy là rõ ràng là dùng cái kìm đấy là tốt hơn. Nếu sau này một số bệnh viện mà phát triển được, chúng ta có những cái kìm cầm máu, cái kìm thì nó đắt hơn một chút, và chúng ta thử dùng cho trong cái quá trình mà cắt hớt hoặc cắt tách nhưng mà dạ dày thôi. Thế còn so với cái đầu cầm nhiệt thì thấy rằng là không có sự khác biệt. Thế còn đối với là có sự khác biệt. Còn đối với APC thì sao? Đối với argon plasma với cái kìm thì tương đối nhau, tương gần bằng nhau. Như vậy thì rõ ràng là
trong thực tế lâm sàng, nếu mà chúng ta sử dụng cái kim cầm máu đó hoặc là chúng ta dùng cái argon plasma là có vẻ hữu hiệu, thì tại trung tâm của chúng tôi thì hai cái phương pháp này là chúng tôi có cả. Tuy nhiên thì không phải kể cả chúng ta có cả thì chúng ta vẫn phải có một tỷ lệ thất bại, sau này chúng tôi mới nói về cái phần sau. Nhưng mà trong mặc dù là cái nghiên cứu này đến năm 2020 mới công bố, nhưng nó vẫn có một cái nhược điểm là gì, nó còn một cái phương pháp nữa, đó là có một cái clip dạng mới gọi là overscope clip. Cái phương pháp này thì tốt, rất tốt, tuy nhiên thì nó có một cái nhược điểm là giá thành nó rất là đắt. Cái trung bình thì nó vào khoảng không biết là 15 đến 17 triệu một cái clip. Thế nhưng mà cái phương pháp nghiên cứu này thì không hiểu tại sao thì ông ấy đi rà soát thì ông ấy không tìm được những nghiên cứu đối đầu, cho nên ông ấy không thống kê vào đây. Thế thì chúng tôi mới đi tìm tiếp xem là cái phương pháp này như thế nào. Thế thí dụ cái này thì nó cũng trông thì nó cũng đơn giản thôi, thực ra nó là hai cái hàm kim loại. Đầu tiên thì xuất phát người ta sinh ra cái loại cái hàm clip này này không phải để cho cầm máu đâu, mà chủ yếu là để đóng lỗ thủng. Thí dụ là chúng ta sau cắt hết niêm mạc ở dạ dày hoặc đại tràng mà chúng ta thủng, mà cái ổ thủng đấy, lỗ thủng ấy nó dưới 2 cm, thế là chúng ta kéo vào xong rồi chúng ta đóng, coi như chúng ta không phải phẫu thuật nữa. Đấy, cái mục đích lúc đầu là như thế. Thế thì trong những trường hợp mà xuất huyết tiêu hóa mà nó khó khăn ấy, thì người ta cũng sử dụng cái đầu này người ta để đóng. Thì đây là những cái điểm mà hiện nay còn ít bệnh viện làm. Thì trung tâm tiêu hóa ngăn mật chúng tôi thì bác sĩ đưa vào áp dụng, nhưng mà nó có giá thành nó hơi đắt. Tất nhiên tôi nghĩ là so với một cuộc mổ mà chúng ta làm được thì cũng không có vấn đề gì, nhưng cái chính là bảo hiểm người ta chưa chi trả, thành ra là nó cũng có một khó khăn. Thế thì chúng tôi mới xem lại thì có một tác giả năm nay 2019 ý, thì họ mới đưa ra là 16 cái nghiên cứu để phân tích gộp xem như thế nào. Thì ông ấy thấy rằng là cái tỷ lệ mà cầm máu thành công tới 95,7%. Có tác giả thấp nhất ý, thì đó là tác giả Weddy, thì năm 2016 thì tỷ lệ cầm máu thành công thì đầu nó là 85%, và người cao nhất là 99%. Và trong gần 800 ca thì họ thấy rằng đây là một phương pháp cũng an toàn, dễ làm và cho hiệu quả cũng tương đối cao. Bởi vì sao chúng ta lại quay lại một tí, thế thì cái phương pháp mà cầm máu khác thì nó thành công bao nhiêu? Mặc dù là chúng ta có những phương pháp cầm máu rất tốt, nhưng hiện nay người ta vẫn thấy rằng mà từ 4 đến 20% những ca mà sau khi nội soi chúng ta vẫn thất bại. Thì họ mới hy vọng là những cái kỹ thuật này nó sẽ bổ khuyết cho nhau. Thế thì họ thấy rằng có vẻ như cái phương pháp này cũng tăng cao hơn, thành công cao hơn so với phương pháp khác. Thế nhưng mà giá thành thì hơi đắt, nhưng mà tổng thể lại thì người ta cho rằng không đắt nếu để tránh cuộc mổ hoặc là những thủ thuật khác. Và một điều nữa là nó chưa có những cái nghiên cứu đối đầu để cho chứng minh rằng nó thực sự hiệu quả. Nhưng mà nếu mà trong những lựa chọn thì chúng tôi cho rằng cũng có thể làm được, thì chúng tôi cũng đã sử dụng cái này. Nhưng mà tuy nhiên thì không phải nhiều bệnh nhân có thể chịu được vì giá thành. Thế thì đối với trường hợp mà xuất huyết tiêu hóa mà do loét dạ dày tái tràng mà chúng ta điều trị bằng nội soi, tuy nhiên thì vẫn có một tỷ lệ không thành công từ 4 đến 20%. Chính vì vậy mà trên thế giới người ta mới đưa ra là có thể nút mạch. Nhưng mà các nghiên cứu nút mạch trên thế giới thì cũng không nhiều. Thực tế ở tại khoa chúng tôi thì cũng có nút mạch, nhưng mà chúng ta phải phối hợp rất tốt giữa các bác sĩ nội soi, bác sĩ chuyên khoa ngành về tiêu hóa nội khoa với lại các bác sĩ về X-quang can thiệp. Bởi vì sao? Thường mà khi mà ta thất bại trên lâm sàng thì đa phần là những ca nó chảy máu rất nặng. Nếu mà chúng ta lại rình rang động 2-3 tiếng sau nữa thì khi thì chúng ta cũng rất là khó. Bởi vì sao? Bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng sốc mất máu, thì lúc đó chúng ta rất khó can thiệp. Thế thì ở những nơi mà không có điều kiện thì lúc đó chắc chắn là chúng ta phải chuyển sang phẫu thuật sớm, chứ không thể là chờ như thế này được. Thì trong thực tiễn chúng tôi cũng có làm. Và thứ hai là một số tác giả thì cũng nói rằng là nó cũng có một cái số nguy cơ. Ví dụ là bây giờ đối với chúng ta nút mạch ấy, thì nó sẽ gây hoại tử đường tiêu hóa. Nhưng mà thôi, trong những trường hợp đấy thì chúng ta cũng có thể phải chấp nhận. Nhưng mà nếu nút được thì cũng rất tốt, đặc biệt ở những người lớn tuổi. Thì đây là một phương pháp lựa chọn. Bởi vì nếu ở những người già lớn tuổi có bệnh nền nhiều và chúng ta phẫu thuật thì cái hậu phẫu nhiều khi là tiên lượng rất khó. Nhưng mà thực tế rằng áp dụng trên lâm sàng không phải nhiều. Có khi là cả năm trời cũng được 1-2 ca. Chứ cũng không phải được nhiều để chúng ta có thể nút mạch được. Vì phẫu thuật thì đến ngày nay thì chúng ta thấy rằng cái việc phẫu thuật là rất hết sức hạn chế. Và thường thì các bác sĩ phẫu thuật thì không giống như ngày xưa. Ngày xưa thì tất cả trường hợp loét dạ dày tái tràng người ta mang cắt, nhưng bây giờ người ta có xu thế là người ta chỉ không cầm máu thôi. Không cầm máu sau đó bởi vì hiện nay chúng ta có các PPI tốt. Và với nữa đó là chúng ta có cái nguyên nhân. Ví dụ như chúng ta có thể do là NSAID hoặc các aspirin, hoặc là chúng ta do vi khuẩn HP thì chúng ta điều trị thì tương đối tốt. Do đó chúng ta tránh được cái cắt đoạn của dạ dày tái tràng. Và thường thì bao giờ cứ sau 2 lần nội soi mà cầm máu tiêu chuẩn mà không được thì người ta không còn có thể nút mạch được, thì chúng ta có thể chuyển phẫu thuật. Nhưng mà thực tế lâm sàng là chúng tôi vẫn có thể cầm máu đến 3 lần hoặc hơn nữa.
bởi vì các tuyến thì chúng tôi cũng không biết là anh em người ta đã cầm, đã chắc chắn chưa, dụng cụ người ta có đầy đủ chưa, bởi vì các nước thì khác nhưng mà chúng ta thì khác. Thế là chúng ta thì cứ lên chúng ta vẫn phải làm thử lại, trong ấy không thành công rồi thì lúc đó chúng ta mới chuyển cái phương pháp nặng hơn. Thế vấn đề diệt HP đối với những trường hợp xuất huyết tiêu hóa cho lết dạ dày tá tràng thì nó thành gần như có thể gọi là kinh điển rồi. Đã mà xuất huyết tiêu hóa mà lết dạ dày tá tràng mà xét nghiệm có HP dương tính ấy, thì rõ ràng một điều là chúng ta khi diệt HP thì đã làm giảm tỷ lệ xuất hiện những cái ổ loét, cũng như là giảm tỷ lệ tái xuất huyết, thì các tác giả từ trước nay đã chứng minh rồi, rõ ràng rồi. Chính vì vậy mà cách đây gần chục năm các cái đồng thuận người ta khuyến cáo là phải diệt HP ở những người xuất huyết tiêu hóa mà loét dạ dày tá tràng sau khi đã ổn định rồi và xét nghiệm có HP. Thì chúng ta Việt Nam của chúng ta tỷ lệ những HP của chúng ta tương đối cao, 60-70 thậm chí hơn nữa. Vậy cái khả năng một người mà xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng mà xét nghiệm mà có thấy HP dương tính rất là cao chứ không phải là thấp. Thế thì khi nào thì chúng ta phải diệt HP, chúng ta diệt ngay hay khi nào thì rất nhiều người hỏi chúng tôi, thì về sau chúng tôi phải tìm cái nghiên cứu xem có cơ sở không. Thì một cái nghiên cứu của tác giả Trang ở Đài Loan ấy, thì ông ấy có đưa rằng ông lấy cái số liệu mà người ta đã đăng ký ở trên chung của dân số những người bị bệnh. Thế thì ông ấy thấy rằng là nếu mà chúng ta diệt HP ấy, mà để chờ sau 120 ngày, tức là sau 4 tháng ấy, thì cái tỷ lệ tái loét nó sẽ cao hơn với cái chỉ số HR là 1,5 lần, có sự khác biệt rõ ràng. Chính vì vậy mà chúng ta không để muộn hơn, có thể diệt ngay cũng được, mà hoặc là nếu không để tới tiền, bởi vì sao, là nhiều người xuất huyết tiêu hóa xong thì có những bệnh nền họ uống rất nhiều thuốc mà, thế thì uống rất nhiều loại thuốc nữa thì có khi chúng ta ngại người ta chưa diệt, nhưng nếu có trì hoãn thì cũng nên diệt cho người ta trước 120 ngày thì làm giảm cái nguy cơ mà tái loét cũng như là tái xuất huyết tiêu hóa cho người bệnh. Vấn đề nữa mà từ trước đến nay thì không chỉ bác sĩ, các bác sĩ chuyên khoa chuyên ngành về tiêu hóa cũng như bác sĩ nội trung cũng rất lo ngại là ở một người xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng mà bây giờ phải dùng aspirin thì ngày trước là cứ tất cả là cắt hết. Thế do đó thì bởi vì sao, chúng ta nhìn cái một trong cái nghiên cứu mà cũng rất là kinh điển cách đây 10 năm rồi, thì thấy rằng là nếu mà đối với loét dạ dày tá tràng mà đã từng xuất huyết mà chúng ta tiếp tục dùng aspirin ấy, thì cái tỷ lệ mà tái xuất huyết nó tăng ở gấp 2 so với những người mà chúng ta không sử dụng aspirin, chúng ta bỏ aspirin. Nhưng mà cũng trong nghiên cứu này thì tác giả thấy rằng là nếu mà bỏ aspirin thì tỷ lệ tử vong lại tăng gấp 10 lần chứ không phải là tăng gấp đôi tái xuất huyết. Như vậy thì rõ ràng là aspirin không phải bàn cãi gì nữa, chúng ta dứt khoát phải dùng thôi. Bởi vì sao, thực tế mà nói thì tất cả những trường hợp xuất tiêu hóa loét dạ dày tá tràng mà tử vong thì phần lớn không phải do kiệt mất máu kiệt mà bệnh nhân tử vong, mà là do người ta sẽ chết vì những cái bệnh đi kèm, ví dụ như những bệnh như nhồi máu cơ tim, hoặc là làm cho những cái trường hợp mà nhũn não nặng hơn chẳng hạn, thì lúc đó mà chúng ta lại bỏ aspirin thì rõ ràng là không thể bỏ được và chúng ta phải sử dụng cho người bệnh. Thế thì người ta sẽ đặt ra một câu hỏi là thế thì aspirin thì dùng lúc nào? Đến nay thì không một cái nghiên cứu nào chỉ ra là ngày nào là chính xác, nhưng mà người ta cho rằng như thế này, đồng thuận là cao thôi chứ còn bằng chứng là không có. Họ cho rằng này, xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng này tỷ lệ mà xuất tái xuất huyết cao khoảng 3 cái ngày đầu. Thế thì họ khuyên cáo là nên sau 3 ngày đấy, khoảng ngày thứ tư gì ta dùng. Bởi vì aspirin chúng ta trước đấy chúng ta có cắt đi thì nó vẫn còn tồn tại khoảng 5 ngày nữa. Thế chính vì vậy chúng ta gối vào là vừa. Do đó thì không có rõ ràng nhưng mà người ta cũng khuyên cáo là như vậy. Một vấn đề nữa thì gần đây mà thì chúng ta lại có cái một số bệnh viện cũng có hỏi cho chúng tôi, gọi cho chúng tôi nhiều. Là những cái người mà đang sử dụng cái thuốc chống kết tập tiểu cầu, thí dụ aspirin ấy, hoặc là chúng ta sử dụng clopidogrel ấy, thế thì bây giờ cái tiểu cầu nó mất tác dụng như vậy, thế vì xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng thì chúng ta có truyền khối tiểu cầu hay không? Thì trên mà cái slide này thì chúng tôi cũng xin trình bày cái hàng trên cùng ấy, chúng ta thấy rằng cái này rõ ràng là như vậy. Thì có cái nghiên cứu của tác giả Zacco năm 2017, ông ấy có công bố ở hai nhóm bệnh nhân, mỗi bệnh nhân là ngẫu nhiên hơn 200 bệnh nhân, thì ông ấy thấy rằng là khi mà chúng ta truyền hay không truyền ấy, thì cái tỷ lệ tái xuất huyết nó cũng không có gì khác nhau. Cái chỉ số OR ấy, nó vẫn chạy qua 1, tức là một bên là một, có thể là nếu mà chưa điều chỉnh thì nó là 1,95, còn nếu mà điều chỉnh rồi thì là 1,47, thì nó từ 0,3 đến 3. Ê, tuy nhiên thì ông ấy thấy rằng cái này, ở những cái người mà chúng ta truyền trên tiểu cầu ấy, thì cái tỷ lệ tử vong nó cao gấp khoảng 5 lần, hơn 5 lần. Tức là chỉ số R mà có thực sự có ý nghĩa vì nó đều chạy trên 1 cả, từ 1,52 đến 27 lần. Đấy. Như vậy thì rõ ràng là truyền khối
cái khối tiểu cầu mới vào không những không giúp cho cái tỷ lệ giảm tỷ lệ tái xuất huyết mà lại còn làm tăng cái nguy cơ tử vong. Bởi vì sao? Những cái người mà ví dụ bị bệnh mạch vành mà chúng ta đặt stent chẳng hạn, thế xong thì sẽ làm cho nó tắc mạch vành chẳng hạn. Thế thì như vậy là rõ ràng là chúng ta thống nhất lại là các khuyến cáo trên thế giới người ta đã chỉ ra rằng không có tác dụng mà còn có nguy hiểm. Chính vì vậy mà chúng ta không truyền. Nhưng mà đâu đó tôi thấy cách đây mấy năm mà một số bệnh viện có truyền. Thế truyền xong rồi đến tranh cãi, xong rồi đến hỏi gọi chúng tôi thì chúng tôi thấy là có truyền. Thế đến bây giờ là người ta rõ ràng là người ta cho rằng là không truyền khối tiểu cầu ở những người sử dụng các thuốc ngưng kết tiểu cầu. Chống cái ngưng kết tiểu cầu. Trước đây thì năm 2010 trong cái đồn thuận 2010 thì người ta nói rằng cái này. Hồi đó chúng tôi cũng rất là tâm đắc thôi. Những cái người mà chỉ số đông máu mà cao, chỉ số INR mà trên 2,5 ấy, thì nội soi mà can thiệp vào thì người ta sợ rằng nó chảy máu. Và theo lý thuyết thì chúng tôi cũng nghĩ rằng này, cái clip thì nó có hai ngành. Thế khi mà chúng ta cặp vào ấy, thì tổn thương là chỉ một bên, bây giờ nó cặp sang hai bên thì nó tạo thành hai cái tổn thương. Thế thì bây giờ đông máu mà giảm nó chạy gì giảm. Chúng tôi cũng tâm huyết lắm. Nhưng mà bây giờ thời kỳ của chúng ta là y học bằng chứng rồi. Nói thì như vậy thôi nhưng chưa chắc đã phải. Thế thì đến năm 2017 thì một tác giả Nhật Bản ông ấy đã đưa ra cái này. Nếu trước kia thì chúng ta nếu mà đông máu mà trên 2,5 thì chúng ta phải điều chỉnh cho đông máu nó thấp dưới 2,5 sau đó chúng ta mới nội soi can thiệp. Nhưng mà trong nghiên cứu này thì ông ấy thấy rằng cái này, nếu mà chúng ta có một nhóm mà chúng ta cho tiến hành nội soi can thiệp ngay và một nhóm thì chúng ta chờ điều chỉnh đông máu thì thấy rằng cái tỷ lệ tái xuất huyết ấy, nó cũng không có thực sự có ý nghĩa. Vì chỉ số RR nó bằng 0,7, nó chạy từ 0,2 đến 2,3, tức là chạy qua 1, tức là không có ý nghĩa. Nhưng mà người ta lại thấy rằng cái nguy cơ mà huyết khối thì nó tăng rõ rệt, nó tăng gấp 7,3 lần người ta điều chỉnh, tức là ta chờ điều chỉnh xong. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta cũng không chậm trễ gì việc soi. Nếu chúng ta có thể soi được thì chúng ta cứ can thiệp, chúng ta cũng không phải điều chỉnh, rồi chúng ta điều chỉnh cân bằng sau. Như vậy là nội soi vẫn cứ tiến hành làm được. Chính vì vậy mà đến 2019 ý, thì trong cái đồng thuận quốc tế thì nó đã thay cho 2010. Đó là trước kia thì phải điều chỉnh xong cái nội soi can thiệp. Còn bây giờ cứ nội soi can thiệp, ta tính sau không vấn đề gì cả. Vấn đề dùng thuốc chống đông ở bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa thì đây cũng là một vấn đề trước đây chúng ta cũng rất là lo lắng. Bởi vì sao? Người mà xuất huyết tiêu hóa do lách dạ dày tá tràng mà chúng ta dùng thuốc chống đông rồi thì sẽ làm cho cái nguy cơ mà tái xuất huyết sẽ cao. Thì trong một cái nghiên cứu hồi cứu năm 2014 mà tác giả Resi ông ấy đã công bố với hơn 1.300 bệnh nhân thì chia thành hai nhóm, chia thành 6 nhóm. Thế nhóm thứ nhất là người ta dùng lại thuốc chống đông trong người dưới 7 ngày. Nhóm thứ hai là người ta sử dụng từ 7 đến 15 ngày. Nhóm thứ ba là người ta dùng từ 16 đến 21 ngày. Và nhóm tiếp theo là từ 22 đến 30 ngày. Và một nhóm là sau 30 ngày người ta bắt đầu dùng thuốc chống đông. Và một nhóm nữa là không dùng thuốc chống đông. Như vậy là có 6 nhóm để xem là có sự khác nhau. Thì trên biểu đồ chúng ta có nhìn thấy rằng một điều rằng là cái tỷ lệ mà bệnh nhân sống thì đối với cái nhóm mà không dùng lại thuốc chống đông hay là dùng thuốc chống đông trên 30 ngày chúng ta thấy rằng nó đều thấp cả. Nó khác biệt đặc biệt với cái nhóm mà dưới 7 ngày. Vậy như trông như thế này thì ta có vẻ thôi ta chọn 7 ngày bởi vì cái nhóm 7 ngày và 7 đến 15 ngày hoặc 16 đến 21 ngày và 22 đến 30 ngày thì nó gần giống nhau. Đấy. Nhưng mà riêng cái nhóm không dùng lại và dùng lại sau 30 ngày thì tỷ lệ của bệnh nhân sống thì nó thấp hẳn. Thế thì cũng trong cái nghiên cứu này thì người ta quan sát lại thấy một điều nữa. Nhưng mà có một điều khác biệt rằng là đối với cái trường hợp mà những người mà không tái xuất huyết ấy, thì người nào mà dùng lại dưới 7 ngày thì cái tỷ lệ mà không tái xuất huyết nó thấp. Tức là gì? Mình càng dùng sớm thì cái nguy cơ xuất huyết tiêu hóa nó sẽ càng cao hơn. Như vậy thì cộng chung vào ba cái tiêu chí mà người ta chia ra như vậy thì dưới 7 ngày thì nguy cơ xuất huyết tái xuất huyết rất nhiều. Còn nếu mà chúng ta dùng thuốc chống đông muộn sau 30 ngày hoặc không dùng thì cái nguy cơ tử vong sẽ cao hơn. Như vậy thì người ta thấy rằng nên sử dụng sau 7 ngày. Có thể từ 7 ngày là ngày thứ 8, cũng có thể là đến 20, hơn 20 ngày. Nhưng nói chung phải dùng trước 30 ngày. Đấy, thì đấy là những cái nghiên cứu này tác giả đã trả lời cho chúng ta một cái câu hỏi như thế. Và đây nữa thì cái tỷ lệ mà không bị huyết khối thì người ta thấy rằng cái nhóm mà cái không bị huyết khối này cũng chỉ giải thích cho cái tỷ lệ tử vong thôi. Chủ yếu là nó sẽ gây nặng ở những cái tỷ lệ tử vong cho người bệnh mà thôi. Thế thì năm 2015 ấy, thì tác giả Chan ông có nghiên cứu ở hai cái nhóm bệnh nhân. Một cái nhóm là hơn 3.000 bệnh nhân. Thì người ta được sử dụng
các cái thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày. Thuốc bảo vệ là gì? Trong nhóm này ông ấy lấy rằng tất cả những người nào mà sử dụng kháng thụ thể H2 hoặc PPI thì được gọi là nhóm có bảo vệ, tức là hơn 3.000 bệnh nhân. Còn cái nhóm mà không sử dụng hai cái thuốc nhóm thuốc này để dự phòng thì ông ấy thấy rằng trên cái biểu đồ mà chúng ta thấy thì đây là cái tỷ lệ mà của bệnh nhân thì thấy rằng khi mà chúng ta sử dụng cái thuốc chống đông thuốc bảo vệ dạ dày thì cái tỷ lệ tái xuất huyết nó sẽ thấp hẳn và có sự khác biệt trong cái nghiên cứu này. Chính vì vậy mà người ta khuyến cáo rằng khi mà dùng thuốc chống đông ở những người đã dạ dày tái tràng mà chúng ta sử dụng các cái thuốc bảo vệ thì đó là kháng thụ thể H2 hoặc PPI ấy, thì sẽ làm giảm cái tỷ lệ mà tái xuất huyết trong lâm sàng. Như vậy tóm lại là gì? Đối với trường hợp mà xuất huyết tiêu hóa không do tăng áp lực tĩnh mạch cửa nói chung hay là chúng ta hay gặp trong thực hành lâm sàng đó là rát dạ dày tái tràng thì vấn đề hồi sức truyền máu chúng ta cũng rất là cần nhớ. Đặc biệt là chúng tôi lưu ý ở những cái bệnh viện mà tuyến xa khi chúng ta thiếu máu thì chúng ta cũng không phải có quá lo lắng khi mà ở những người trẻ khi mà xuất huyết tiêu hóa đã ổn rồi thì chúng ta cũng chỉ truyền khi mà huyết sắc tố dưới khoảng 70-80. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng không phải máy móc lý thuyết, bởi trên trong thực hành lâm sàng có những người huyết sắc tố dưới 90 là họ đã không thể ngồi dậy được. Thì đấy nó là tụt huyết áp tư thế ở những người sau xuất huyết tiêu hóa thì chúng ta vẫn phải truyền. Rồi PPI dùng 3 ngày có thể đường tĩnh mạch nếu có nơi có điều kiện. Và sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang đường uống. Và người ta khuyến cáo ở những người mà có nguy cơ mà tái xuất huyết cao thì lúc đó chúng ta dùng PPI liều gấp đôi trong vòng 2 tuần đầu chứ không phải trong cả 4 tuần. Và nội soi thì cầm máu thì các phương pháp thì trở ra như vậy thì có hai phương pháp mà rất hữu hiệu. Đó là sử dụng các cái kìm cầm máu. Thứ hai là sử dụng ABC là một trong phương pháp tốt. Tuy nhiên thì hai phương pháp này lại không phổ biến ở Việt Nam của chúng ta. Thì trong khi mà chúng ta chưa có những phương tiện này thì chúng ta có clip là rất đơn giản chúng ta có thể sử dụng được cho người bệnh. Nhưng mà không, đặc biệt là không sử dụng với tiêm cầm máu đơn thuần. Mà thông thường cái tiêm cầm máu dùng epinephrine ấy, chúng ta thứ nhất là chúng ta tiêm để cho nó dừng chảy máu để chúng ta dễ quan sát tổn thương và chúng ta có thể sử dụng kẹp clip mà thôi. Rồi nữa đó là chúng ta có thể lựa chọn đó là chúng ta nút mạch đối với những trường hợp tổn thương mà chúng ta cầm máu không thành công. Nhưng mà cái này trong thực hiện lâm sàng cũng không được làm nhiều lắm. Điều trị diệt HP là rất cần thiết trong những trường hợp mà có rát dạ dày mà có nhiễm HP. Trong thực hành lâm sàng cũng như đôi khi cũng rất khó. Bởi vì là họ một người vừa dùng aspirin vừa có xuất huyết tiêu hóa rồi xét nghiệm thì người ta vừa có HP thì lúc đó chúng ta thực hành như thế nào? Thì lúc đó chúng ta đành phải vừa diệt HP và sau đó thì chúng ta còn phải dùng chừng nào mà còn dùng aspirin ấy, thì chúng ta còn phải sử dụng PPI dự phòng một ngày đó. Thế thì sẽ có những người đưa ra những quan điểm rằng là thế thì PPI nó cũng có bất lợi chứ không phải là hoàn toàn. Chúng tôi thì có quan điểm như thế này, vạn bất đắc dĩ phải dùng thuốc, còn nếu phải đành dùng thì phải dùng thôi, chứ còn chúng ta cũng không cách nào tránh cả thì đành phải. Nếu mà đã có rát dạ dày tái tràng mà còn phải dùng aspirin thì chúng ta đều phải dùng PPI. Để thuốc chống đông thì xuất huyết tiêu hóa mà phải dùng aspirin thì người ta đến nay thì người ta cũng khuyến cáo là sau ngày thứ 3 ta có thể chọn ngày thứ 4 chẳng thứ 5 chẳng hạn. Thế còn đối với những trường hợp mà phải dùng thuốc chống đông đối với người có rát dạ dày tái tràng mà đã xuất huyết tiêu hóa thì người ta thấy rằng sử dụng các cái PPI sẽ giúp cho làm giảm cái tỷ lệ tái xuất huyết trong lâm sàng. Và xin cảm ơn tất cả các quý thầy cô và quý đồng nghiệp.